Vợ lính Ukraine tiết lộ nơi chồng đóng quân cho Nga, người phụ nữ 31 tuổi ở miền đông Ukraine bị bắt với cáo buộc gửi vị trí đơn vị của chồng cũng như thông tin khí tài cho tình báo Nga. Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine SBU hôm 2 tháng 9 thông báo trên Telegram rằng người phụ nữ ở tỉnh Dnipropetrovsk đã cung cấp cho tình báo Nga thông tin về vị trí các cơ sở quân sự và khí tài dọc tiền tuyến ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Theo SBU, nữ nghi phạm thường hỏi chồng về vị trí đóng quân của đơn vị Anh này cũng như các đơn vị Ukraine khác trên chiến tuyến. Cô ta chuyển thông tin nhận được thông qua các ứng dụng nhắn tin cho tình báo quân đội Nga. Những thông tin này được Nga sử dụng để tiến hành các cuộc không kích và pháo kích, SBU cho hay, nhưng không tiết lộ danh tính nghi phạm. Cô ấy thực hiện hành động này dù đã kết hôn với một quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine và họ có với nhau một con trai. Thông báo nêu thêm, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, các cơ quan an ninh Ukraine đã tìm cách truy lùng, bóc gỡ các mạng lưới điệp viên Nga. SBU, cơ quan an ninh nội địa Ukraine, thường xuyên thông báo việc bắt quả tang những nghi phạm bị cáo buộc chuyển thông tin tình báo quân sự cho Nga. Chiến sự Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Ukraine ngày 29 tháng 8 tuyên bố phát động đợt phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson, nơi lực lượng Nga kiểm soát từ những tuần đầu sau khi mở chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 9 cho biết nỗ lực phản công của Ukraine ở Kherson tiếp tục thất bại và lực lượng này chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Ukraine khẳng định đang gây áp lực cho lực lượng Nga ở Kherson khi tập kích một số mục tiêu tại đây. Các chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng 8 nhận định cả Ukraine và Nga đều không có những gì cần thiết để mở một đợt tiến công mang tính quyết định. Thay vào đó, các bên tham chiến đang ở thế giằng co và chủ yếu sử dụng hỏa lực tầm xa để tiêu hao sinh lực lẫn nhau.